Đọc gì đây? Nhân chi sơ tính bổn thiện. Nhân chi sơ là gì? Là sờ cơm nguội. À, đến lúc tập thể dục buổi sáng rồi. Vận động xíu mà đói thế nhỉ? Chùa lắm. Ê Vàng, làm miếng ạ. Im lặng chắc là no rồi. Ê Vàng, ngửi chân phát ạ. Giỏi. Hồi bé lúc nào cũng lắng sáng hít hít ngửi ngửi liên tục. Giờ lớn đã bắt đầu cháo trở. Đúng là chủ nào tớ nấy. Trạng Huy, con lại trêu chó phỏng. Con đang giao lưu với chùa. Lại còn bộ môn giao lưu với chùa? Có chứ mẹ. Trong kinh thành, chó nhà người ta còn đang nhảy hip hop ầm ầm rồi kia. Chứ ai như ông này, chỉ ăn mới ngủ. Thôi đi ông tướng, ít nhất nó còn tác dụng trong nhà. Còn đây thì mẹ cứ bình tĩnh. Sắp tới con vào kinh thành dự thi, nhất định sẽ đỗ trạng nguyên cho mẹ xem. Lúc đấy tính sau. Giờ thì nhà đang hết trạng rồi, ra ngoài kiếm tiền về đây. Ui da, tại sao con phải mang tiền về? Cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Nghe mang cái gì về chưa? Tôi làng ta nay tổ chức hội thi diều sáo, sáo càng hay càng rực rỡ, phần thưởng cho người chiến thắng là 100 lượng vàng. Ôi trời ơi, vàng của tôi. Nhất phát ăn ba đời không sợ đói. Tém tém lại các ông, vàng của tôi. Nhìn đi. Nhìn diều. Một khách như ông biết cái gì về diều. Thằng kia thi không? Thi chứ. Diều của ngươi đâu? Có ngay, có ngay. Lúa à cậu. Nguyên liệu chính để làm diều là tre. Cây này không diều được. Ê giời đây ơi. Tre này á, ông nội của diều luôn á. Giờ đến phần sáo. Ồ, chè này á, bà ngoại của sáo luôn. Ông ơi, làm ngay cho cháu quả diều sáo, lát mẹ cháu ra trả tiền. Trạng Huy, xong rồi này. Tốt nhá. Con cảm ơn ông. Ông tổ của diều sáo có mặt. Ô la la. Nó quay lại kìa. Cuộc thi bắt đầu. Phòng 1, thả diều phòng ca. Mỗi người có 5 phút thể hiện style. Get go. Lung linh là lên. Nhà tôi ba đời truyền thống thả diều. Ý giời, nó lại là nát luôn. Ôi, ôi.
hướng gió Tây Bắc. Giật cấp 2, vĩ tuyến 15, biển động nhẹ. Cất cánh bay lên em ơi. Này khắc quá ông ơi. Ôi, chiến thuật của tôi đó. Ôi, lưỡi tắm thì có, bày đặt chiến thuật. Ồ, cái diều của tôi nó đang ở chỗ nào ấy nhở? Ừ, quái lạ. Diều ơi, diều cao quá. Chả hiểu diều nào là diều của mình. Lũ thật ấy. 1, 2, 3, 4. Chà Huy cố lên. Ê, sức bà này. Mau. Vòng 1 đã xong. Vòng cuối, diều nào thổi hay nhất sẽ thắng. Diều đâu ấy nhỉ? Wow. Ông thấy diều tôi nghe teo. Đấy là tiếng diều của tôi. À, ông ở đâu ra kiểu một điều nhận vợ à? Là người của cái liêm sỉ chứ. Vâng, ông của ông. Diều đâu ấy nhỉ? Chóng mặt quá. Mà cái diều mình nó ở tọa độ nào ấy nhỉ? Diều của tôi. Sao lại hèo thế này? Ồ, đẩy bụng đi nhỉ. À, thằng kia này. À, thưa quan. Ờ, ông già ngươi nách. Nách ngay. Quá lòng hoàng. Trạng Huy, đến ngươi thể hiện sáo diều. Thôi chịu thua cho con cua nó còn chui ra. Láo nháo, ông cứ phun mưa xuân vào mặt nó cho biết mùi. Huy gì? Diều đâu? Nhanh, tao loại bây giờ. Úi giời ơi, chà Huy. Bảo cây diều nó kêu đi, không tối ra chuồng bò ngủ. À, đây rồi. What? Wow. Đổi nhạc này. Nguyễn Chuẩn. Chưa hết đâu. Ôi, diều sáo là quẩy luôn. Mất tiền thì nhìn vào đời. Sau đây ta xin công bố kết quả cuộc thi diều sáo. Người chiến thắng là Trạng Huy. Chính là con trai ngoan của mẹ. Một trăm lượng vàng. Đâu rồi? Một trăm lượng vàng mẹ để đâu thế? Mẹ giấu kỹ đi rồi. Mẹ giấu ở đâu? Chuồng bò lò giò không bao giờ ra, chuồng trâu còn lâu mới nói. Trạng Huy. Úi quan. Quan đến có việc chi? Quan đến đòi lại vàng à? Chỉ ta cách thả diều mà nó ra được nhạc hay vơi. Sao?